Được ra mắt tại Pháp vào đầu năm 2023, cuốn sách Sống do hai nữ tác giả Hải Anh, một người trẻ Pháp gốc Việt, và Pauline Guston, một họa sĩ Pháp, đã nhanh chóng gây ấn tượng với độc giả tại Pháp với 8.000 bản phát hành. Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu với hai tác giả và những nhân vật chính của cuốn sách để lắng nghe những câu chuyện đặc biệt, cũng như chặng hành trình từ những trang phác thảo đầu tiên từ Pháp đến Việt Nam. Lấy bối cảnh chính là chiến tranh, các nhân vật trong truyện hoạt động trong chiến khu để học tập, làm phim, làm việc, góp sức cho công cuộc kháng chiến. Những trang truyện tranh phác họa những cảnh thực nơi chiến khu với đời sống thiếu thốn đủ bề và cả những lúc đối diện với bom đạn cũng như đứng giữa lằn danh sinh tử. Bằng cốt truyện là lời mẹ kể với con gái, qua nét vẽ sinh động, những trang truyện tranh đã phác ra hình ảnh người thiếu nữ nhỏ bé, thích nghi với cuộc sống kháng chiến, cũng là những giao cảm tuổi trẻ của hai thế hệ mẹ con, kháng chiến, hòa bình, Việt-Pháp. Tại buổi ra mắt sách, độc giả đã được trực tiếp giao lưu, lắng nghe những chia sẻ về một thời hoa lửa từ nhân vật trung tâm của Sống, đạo diễn Việt Linh cùng nhà văn Đỗ Bích Thúy, nhà văn Đỗ Anh Vũ cùng hai tác giả Hải Anh và Pauline Guston. Qua tác phẩm, các bạn đọc trẻ tuổi có thể thấu hiểu hơn về cuộc sống của những thế hệ đi trước, biết thêm về cuộc sống của những người con Việt Nam thế hệ thứ hai ở nước ngoài. Từ đây, tiếp thêm lòng tự hào dân tộc và có trách nhiệm hơn trong công cuộc phát triển đất nước. Tranh đầu pháo là lễ hội dân gian truyền thống lớn ở khu vực các huyện miền Đông trong tỉnh Cao Bằng, được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được huyện Quảng Hòa tổ chức từ ngày 1 tháng 2 âm lịch hàng năm, gắn với huyền tích lịch sử khao quân khi thắng giặc phương Bắc trở về. Theo tích xưa, sau khi bảo vệ bờ cõi phía Bắc nước Đại Việt dưới thời nhà Lý thế kỷ 11, Nùng Chí Cao tổ chức khao quân ăn mừng chiến thắng. Khi đến vùng đất Quảng Nguyên, tức huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày nay, Nùng Chí Cao chọn bãi đất phẳng và huy động trai tráng trong vùng chia thành nhiều đội để tranh đầu pháo. Đội nào thắng sẽ gặp may mắn tài lộc cả năm. Lễ hội tranh đầu pháo không chỉ tưởng nhớ các vị thần linh anh hùng có công với dân với nước, mà còn là hoạt động mở đầu cho một năm mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình thịnh vượng. Tham dự lễ hội năm nay, 19 đội với 57 tráng sĩ cùng tranh đoạt một chiếc vòng đầu pháo được trang trí tua ngũ sắc rực rỡ, mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, thành công.